Khuya ngày 8 tháng 3 năm 2020, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Vành Đai, Hồ Suối Cam, đoạn qua khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Nam thanh niên điều khiển xe máy vào đường cua với tốc độ cao, mất lái, lao thẳng xuống vực khiến thanh niên này chết tại chỗ. Một người ngồi sau nguy kịch. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ khuya cùng ngày, Trần Hữu Nguyên, 18 tuổi, ngụ xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, điều khiển xe máy mang biển số 93B2-55929, chở phía sau Nguyễn Thị Mến Thương, 18 tuổi, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, lưu thông trên đường Vành Đai, Hồ Suối Cam, hướng từ nhà khách tỉnh Bình Phước đi tỉnh Đắk Nông. Đến đoạn đường cong, Nguyên tiếp tục tăng ga với tốc độ cao nên bất ngờ mất lái khi vừa vào cua, chiếc xe máy lao thẳng lên lề đường bên phải, phóng thẳng xuống vực cao 2m. Và chỉ chịu dừng lại khi đập đầu vào thành tường của nhà dân sát miệng vực. Cú tông kinh hoàng khiến Nguyên bị đập đầu vào bức tường sát miệng vực, dội ngược trở lại tử vong tại chỗ. Cô gái tên Thương ngồi sau bị thương rất nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đồng Xoài nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.